Sáng ngày 22 tháng 11, trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3. Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Hồng Quân và ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã chúc mừng và ghi nhận những cống hiến, nỗ lực của nhà trường trong thời gian vừa qua. Đồng thời ông cũng tin tưởng rằng với thế mạnh của mình trường đại học văn lang sẽ tiên phong trong việc nắm bắt các xu thế mới của giáo dục đại học là địa chỉ uy tín thành viên tích cực trong hệ thống giáo dục đại học của việt nam trong tương lai